Chào mừng các bạn đến với chương trình học vi tính 5 phút qua video. Trong phần này chúng ta sẽ học cách kết nối Internet thông qua thiết bị Decom 3G của mạng Viettel. Sau khi mở chương trình lên thì tại giao diện của cái phần mềm chúng ta click vào nút kết nối. Và khi bạn thấy chỗ này hiển thị một cái mũi tên màu đỏ hướng lên và mũi tên màu xanh hướng xuống như thế này, và có những con số nhấp nháy, tức là lúc này bạn đã kết nối được vào Internet thành công. Bây giờ chúng ta thử mở một trang web lên xem sao nha. Ví dụ tôi mở trang và bạn đã kết nối được vào Internet rồi. Bây giờ, để không sử dụng thiết bị 3G nữa hay không sử dụng truy cập 3G thì chúng ta cũng click vào nút này, nhưng lúc này hiển thị là chữ ngắt kết nối, thì bạn click vào ngắt kết nối để ngưng kết nối Internet bằng thiết bị 3G này. Và lúc này thì chỗ này chúng ta không còn thấy mũi tên màu đỏ hướng lên cũng như màu xanh hướng xuống nữa. Việc kết nối cũng như là ngắt kết nối thật là dễ dàng phải không? Chúc các bạn thành công.